Như vậy, ngoài phiên bản Defender 110, giờ đây mẫu Defender mới còn bổ sung thêm một lựa chọn mới cho dòng sản phẩm này. Sự khác biệt rõ ràng nhất ở phiên bản Defender 90 so với phiên bản 110 là ở thiết kế với 3 cửa, tùy chọn chỗ ngồi linh hoạt từ 5 chỗ cho tới 6 chỗ ngồi. Các ghế ngồi có thể tùy chỉnh gập xuống để tối đa hóa không gian chứa đồ, thậm chí ghế phụ ở giữa hàng ghế trước có thể gập xuống để làm tựa tay với hộp đựng cốc. Ngoài ra, sự khác biệt khác có thể rất dễ nhận thấy ở Defender 90 so với phiên bản Defender 110, đó là kích thước chiều dài tổng thể 4.583mm, ngắn hơn 435mm so với phiên bản Defender 110 có kích thước 5.018mm. Defender 90 cung cấp 4 tùy chọn thiết kế mâm đúc hợp kim đa dạng với đường kính từ 18, 19, 20 và 22 inch, cùng 4 gói phụ kiện riêng biệt Explorer, Adventure, Country và Urban, và 170 phụ kiện riêng lẻ. Không gian hành lý của Defender 90 có thể tích 397 lít và tối đa 1.563 lít khi gập hàng ghế sau. Defender có thiết kế rất dễ nhận diện, vuông vức, mạnh mẽ và khác biệt, còn là mẫu xe địa hình hạng sang cứng cáp và bền bỉ nhất mà Land Rover từng chế tạo khi trải qua hàng nghìn các cuộc thử nghiệm khắc nghiệt nhất thế giới. Ở thế hệ mới, Defender đã chinh phục khách hàng Việt không chỉ bởi ở ngôn ngữ thiết kế mới phù hợp với đa mục đích sử dụng mà còn ở sự sang trọng so với bản tiền nhiệm nhưng vẫn giữ nguyên công nghệ vượt địa hình đặc trưng của Land Rover. Ngoài ra, Defender mới còn thỏa mãn khách hàng cá tính qua hàng loạt các tùy chọn về màu sắc, số ghế ngồi, trần xe, gói phụ kiện và mâm xe mang đến khả năng cá nhân hóa cao nhất cho khách hàng theo sở thích riêng. Tại thị trường Việt Nam, Defender 90 có 2 tùy chọn phiên bản được nhập khẩu và phân phối chính hãng duy nhất bởi Phú Thái Mobility. Defender 90 xe trang bị động cơ xăng Ingenium 2.0 lít, công suất 300 mã lực, mô men xoắn cực đại 400 Nm với giá bán tiêu chuẩn từ 3,935 tỷ đồng. Trong khi đó, Defender 90X trang bị động cơ xăng Ingenium 3.0 lít, công suất 400 mã lực, mô men xoắn cực đại 550 Nm với giá bán tiêu chuẩn từ 6,555 tỷ đồng. Ngoài các phiên bản xây dựng cấu hình sẵn, khách hàng có thể đặt các mẫu xe với các tùy chọn, cấu hình và màu sắc nội, ngoại thất theo sở thích và cá tính riêng của khách hàng.